Xin chào tất cả quý phụ huynh, các em học sinh. Hôm nay cô và các em chúng ta sẽ cùng đi vào bài 7 ở trong quyển vở bài tập toán lớp 4 bộ sách Cánh Diều. Đó là bài đo góc, đơn vị đo góc. Bài tập số 1: quan sát thước đo rồi viết số đo của mỗi góc vào chỗ chấm. Các em cùng quan sát. Chúng ta có góc đỉnh O, cạnh OA và OB. Có số đo bằng bao nhiêu? Người ta ghi đây. À, đến vị trí này tức là đang chỉ 70 độ. Như vậy góc này có số đo là bằng 70 độ. Các em sẽ viết số 70 và chữ số 0 nhỏ nhỏ ở phía bên trên, góc trên phía bên phải như này. Tương tự, chúng ta có góc đỉnh O, cạnh là OC và OD. Như vậy, số đo của góc này người ta có ghi ra đây cho các em đây. Đấy, người ta phóng to lên cho các em nhìn đây. Như vậy, góc này có số đo là bằng 90 độ. Hoàn toàn tương tự, chúng ta còn góc còn lại. Ai chưa xong hai góc ở phía trên này thì các em hãy dừng một chút để làm cho xong. Cô có tiếp theo là góc đỉnh O, cạnh là gì? OG. OG và OE. Ở đây người ta chỉ 120 độ như thế này là các em ghi 120 độ thì lại không đúng đâu. Góc đỉnh O này, riêng cái góc này thì em chú ý nhé. Góc đỉnh O này, cạnh là OG và OE. Thì chúng ta đo góc, khi mà chúng ta đọc thì chúng ta sẽ đọc cái số đo theo cái chiều này. Đây, Cái phần góc ở giữa hai cái cạnh của nó ấy, là phần góc này này. Này. Và chúng ta sẽ đọc từ vạch số 0, các em đọc lên. Phía trên này cũng vậy. Ví dụ như góc đỉnh O, cạnh là gì? OD và OC thì chính là phần góc này đúng không? Các em sẽ đọc từ cái vị trí 0 độ này. Đấy, các em đọc lên đây đây. Đến đây là vị trí 90 độ. Đấy, tương tự phía trên cũng vậy. Chúng ta có góc đỉnh O, cạnh OA, OB thì chúng ta sẽ đọc đây này. Đây, chúng ta sẽ đọc, nó chính là phần góc ở giữa này đúng không? Các em sẽ đọc từ 0, từ vị trí 0 các em đọc. Đấy, 0 này, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Đấy, thì các em sẽ điền 70 độ. Tuy nhiên ở đây là người ta đánh cái số 120 độ là các em dễ bị nhầm đấy nhá. Ở đây chúng ta có góc đỉnh O, cạnh là gì? OE và OG, tức là phần góc này. Cái phần góc này thì các em sẽ đọc theo cái phần số ở phía dưới hay là phần số phía trên. Như cô nói các em là các em luôn đọc từ vị trí là 0 độ. Như vậy ta đọc 0 độ này. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Như vậy góc này bằng 60 độ. Bạn nào mà ghi là 120 độ là sai đấy nhá. Góc này bằng 60 độ thôi. Đấy, ở phía trên thì người ta có ghi cho các em là đúng cái số đo góc theo cái số mà người ta bôi đậm. Nhưng riêng ở trường hợp phía dưới này thì các em đo góc thì các em luôn tính từ vị trí 0, các em đọc 0 độ ứng với một cạnh, xem cạnh còn lại ứng với vị trí là vạch bao nhiêu thì cái góc đấy nó có số đo chứ như vậy. Như vậy đây là 60 độ. Tiếp theo cô sang góc cuối cùng. Bạn nào chưa xong thì các em có thể dừng một chút để các em làm cho xong phần này. Cô có bài tập cuối cùng, cái góc cuối cùng ở đây như sau. Ở đây là góc đỉnh O. Góc đỉnh O, cạnh là OM và ON. Như vậy toàn bộ phần này. Toàn bộ phần này thì các em sẽ đọc từ gì? Từ vị trí 0 độ này. Từ vị trí 0 độ cho đến vị trí bao nhiêu? À, chúng ta đọc từ 0 độ cho đến cái cạnh còn lại đây là 180. Hoặc các em cũng có thể đọc vị trí 0 độ ứng với cạnh OM này. Thì sang đến đây cũng 180. Đấy. Như vậy là góc đỉnh O, cạnh OM, ON ở đây là bằng 180 độ. Nhớ nhá, các em luôn đọc, nó sẽ có hai cái phần số đo góc. Đây, nó có hai cái, một cái là theo cái phần số đo phía trong, một cái là theo phần số đo phía ngoài. Thì chúng ta luôn luôn đọc là một cạnh, chúng ta luôn đọc là tại vạch số 0. Các em xem thử cái cạnh còn lại nó trùng với vạch bao nhiêu. Ví dụ như chúng ta OM này, các em đọc ở vạch số 0 phía ngoài thì các em giống theo vạch số 0 theo vạch phía ngoài này thì ON nó sẽ ứng với vị trí 180. Hoặc nếu các em đọc là ON ở vạch số 0 này thì các em sẽ đóng giống OM thì nó đúng với vạch 180 ở phía trong cũng được, nhưng mà nó nhỏ hơn thôi.
Bây giờ cô và các bạn sẽ chuyển tiếp sang, tức là cái phần vạch ở phía trong này nó bé hơn, chúng ta nhìn nó khó hơn. Đấy. Luôn luôn nhớ nhá. Luôn luôn nhớ này. Riêng cái trường hợp này là nhiều bạn sai này, nhiều bạn ghi 120 độ này, cô nhắc lại này. Kem luôn nhớ này, chúng ta OM này kem không 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 giống ở vị trí 180 này, chúng ta không đọc theo giá trị 180 kem giống, mà chúng ta luôn xem thử nó ứng với vạch số 0 là ở đâu. Như vậy ứng với vạch số 0 là vạch ngoài này, thì chúng ta sẽ đo theo cái vạch ngoài này. Đấy, và xem cạnh còn lại đi qua điểm nào của vạch ngoài, đi qua điểm 60 này. Như vậy góc này là 60. Đấy, luôn nhớ như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2 yêu cầu quan sát tranh rồi viết số đo của các góc sau. Góc đỉnh N đây, cạnh là NM và NH. Đây người ta có ghi cho kem là 45 độ. Như vậy chúng ta ghi là 45 độ. Góc đỉnh H, cạnh HM, HN. Góc đỉnh H này, cạnh HM, HN. Đây, góc này người ta có ghi số đo 90 độ. Kem ghi 90 độ vào. Tiếp theo, góc đỉnh C. Đây đỉnh C thì có 3 góc cơ. Ở vị trí này có 3 góc, góc nhỏ này này, góc nhỏ này này và cái góc lớn này này. Kem đọc kỹ nhá. Góc đỉnh C cạnh CA và CB. Như vậy nó chính là góc này này. Nhìn thấy chưa? Góc đỉnh C này cạnh CA này, CB này, như vậy chính là góc này. Góc này có số đo 36 độ. Tiếp theo chúng ta có góc đỉnh D. Góc đỉnh D cạnh là DA và DB, như vậy chính là góc này. Góc này người ta có ghi là số 52 độ đây. Em điền vào đây là 52 độ. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Trong các góc ở câu A, góc có số đo bé nhất là góc đỉnh nào? Như vậy, ở câu A này, góc có số đo bé nhất thì các em sẽ so sánh các cái góc này. Thì chúng ta thấy là 36 độ là bé nhất. Như vậy, nó ứng với góc đỉnh C cạnh gì? CA và CB. Trong các góc ở câu A, góc có số đo bé nhất là góc đỉnh C. Góc đỉnh C cạnh cạnh nào đây? Cạnh CA và CB. Trên đây cô và Kem đã vừa hoàn thành xong tiết 1 của bài 7 ở trong quyển vở bài tập toán lớp 4 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Và để tiếp tục đón xem rất nhiều các video miễn phí ở trên kênh thì Kem hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Cô cảm ơn tất cả quý phụ huynh, Kem học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Chúc tất cả các em học tập tốt và hẹn gặp lại Kem ở các bài học tiếp theo.